Ra khỏi định diệt tưởng thọ lại nhập vào định phi tưởng phi phi tưởng xứ, ra khỏi định phi tưởng phi phi tưởng xứ trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định trở lại nhập vào định diệt tưởng thọ, ra khỏi định diệt tưởng thọ trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào định phi tưởng phi phi tưởng xứ, ra khỏi định phi tưởng phi phi tưởng xứ trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào định vô sở hữu xứ, ra khỏi định vô sở hữu xứ trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào định thức vô biên xứ, ra khỏi định thức vô biên xứ trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào định không vô biên xứ, ra khỏi định không vô biên xứ trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào tịnh lự thứ tư, ra khỏi tịnh lự thứ tư nhập vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào tịnh lự thứ ba, ra khỏi tịnh lự thứ ba trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào tịnh lự thứ hai, ra khỏi tịnh lự thứ hai trụ vào tâm bất định. Từ tâm bất định nhập vào sơ tịnh lự, ra khỏi sơ tịnh lự trụ vào tâm bất định. Đó là tập tán tam ma địa của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào tập tán tam ma địa như vậy thì đắc thật tánh bình đẳng của tất cả pháp. Đại Bồ Tát ấy lại đem căn lành tịnh lự này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lấy vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là Đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa, gồm cả tịnh lự ba la mật đa. Hết quyển thứ 523.